giờ, 2 giờ sáng ở nơi ngã tư đường. Ta ngồi bên cạnh nhau lặng im ngắm phố phường. Trong lòng em giờ đây từng cảm xúc bất thường, but I just can't say. Anh hỏi em giờ đây rằng anh biết làm gì khi người anh từng yêu giờ đây đã chia ly. Mang theo con tim của anh mà chẳng nói câu gì. But why can't you see? Oh baby, sao anh không nhận ra? Dù bao nhiêu ngày qua khi người mà anh luôn luôn gần bên không thể mang cho anh từng cảm xúc như em làm, như em làm. Sao người đành lỡ yêu vội vàng? Em mới là người yêu anh. Sao anh không nhận ra? Cô ta đâu còn yêu anh như ngày hôm qua anh từng mơ, đâu còn quan tâm anh từng anh. Tựa lên bờ vai của em khóc một mình. Bao lần vì người đó mà anh đã hy sinh. Chỉ muốn nắm lấy bàn tay của anh